Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 94, ngày 14. Chúa muốn mọi người được cứu. Chúa muốn mọi người được cứu. Kinh Thánh Timôthê nhất đoạn 2 câu 4 đến câu 6. Câu ghi nhớ Timôthê nhất đoạn 2 câu 4. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 4 đến câu 6. Kinh Thánh Tân Ước trang 219. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ trong câu số 4. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Trong phần tìm hiểu đánh dấu tích đúng ý đoạn Kinh Thánh em vừa đọc. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi. Đúng đây, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi ở trong câu gốc của chúng ta. Chúa Giêsu Christ là đấng trung bảo. Ở trong câu số 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Đấng trung bảo là ở giữa đó. Chúa Giêsu chết vì tội loài người. Câu số 6, Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người, ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Chúa Giêsu đã chịu chết thế tội cho loài người. Con người không cần đấng trung bảo. Câu này là sai. Ngài muốn cho mọi người hiểu biết lẽ thật. Câu này đúng với câu gốc của chúng ta. Nhận biết. Vì con người có tội không thể đứng trước Đức Chúa Trời thánh khiết. Đức Chúa Giêsu là đấng trung bảo, Ngài chết thay tội và giúp người tin Ngài hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta giống như là chúng ta là con người ở đây. Chúng ta là con người ở đây. Và ở đây là Đức Chúa Trời thánh khiết. Con người không thể đến với Đức Chúa Trời được. Và có Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con đường, Chúa Giêsu là đấng trung bảo, và từ Chúa Giêsu con người có thể đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã chịu chết thế cho con người để con người có thể được tha tội và được đến với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu là đấng trung bảo, Ngài chết thay tội và giúp những người tin Ngài hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Chúa muốn người đã nhận sự cứu rỗi cũng giúp người khác hiểu và tin lẽ thật để được sự cứu rỗi. Khi mình đã tin Chúa rồi thì mình cũng trở thành người giúp đỡ người khác đến với Chúa. Em nhận biết Chúa đã cứu em muốn làm người giúp người khác đến với Chúa bằng cách nào? Các em có thể tự viết ra cái cách của mình không?
mình có thể cầu nguyện. Cầu nguyện cho bạn của mình và cho những người khác biết Chúa nè. Rồi mình có thể nói về Chúa nè. Cho những người bạn của mình, cho những người khác nè. Rồi bằng cách là mình mời bạn đi nhà thờ nè. Rồi bằng cách nào nữa các em tự ghi ra thêm nha, những cái cách mà mình có thể đem người khác đến với Chúa. Ở đây có hình ảnh Chúa Giêsu với trái tim to, cái tình yêu thương của Chúa dành cho con người. Chúa cho đi cái trái tim của Chúa nè, cho mình nè. Mình là người nhận được nè, mình cũng truyền trái tim là tình yêu thương của Chúa đó đến cho những bạn khác, để bạn đó cũng nhận được tình yêu thương của Chúa nữa. Bạn đó cũng được Chúa cứu và Chúa ban phước cho. Gợi ý cầu nguyện: tạ ơn Chúa vì em được cứu rỗi. Xin cho em yêu thương những người chưa biết Chúa quanh em. Xin Chúa dùng con nói về Chúa cho nhiều người chung quanh con. Để họ được cứu. Con cảm tạ Chúa. Đã cứu con. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Xin Chúa dùng con nói về Chúa cho nhiều người chung quanh con để họ được cứu. Con cảm tạ Chúa đã cứu con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, để chúng ta làm theo ý muốn của Chúa. Chúa muốn mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.